nhau mừng như báo cát quay cuồng trời rộng. Bàn tay ta nắm nôi tròn một vòng Việt Nam, cờ nối gió đêm vui nối ngày, dòng máu nối con tim đồng loại, dòng tình người trong ngày mới, thành phố nối thôn xa vây vời, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Từ hoang vu Nam đôi liệt nằm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi, vượt cát treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nối liền miền xanh sông đẫm nối liền một dòng tình sinh. Trong ngày mới, thành phố nối thôn xa vời vời, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Từ Bắc vô Nam đôi liền nằm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi, vượt cát treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo đến phố lớn nắm tay nối liền biển xanh sông đẫm nối liền một vòng tự sinh. Cờ nối gió đêm vui nối ngày, dòng máu nối con đồng loại, dù tình người trong ngày mới, thành phố nối thôn xa vời vời, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Cờ nối gió đêm vui nơi ngày, dòng máu nối con tim đồng loại, dù tình người trong ngày mới. Trọng nghĩa tình, cuộc đời chỉ thích phiêu du.
bạn thân yêu ơi, ta đã đi qua nửa cuộc đời. Này tuổi thu ơi, ngồi bên nhau thương tóc trắng phai, hát với nắng gió về niềm tin ấm nồng ngày mai. Dẫu có gian nan, xòe bàn tay hứng giọt lệ cay. Ô này tuổi thần tiên, chúng ta những con trâu vàng. Hôm nay ngồi bên nhau tóc màu sương gió, chúng ta thêm gần. Nửa cuộc đời đã qua, cho ta biết thêm nhiều ngọt đắng. Nửa cuộc đời đã qua, yêu biết mấy tuổi hào hoa du mình. Này bạn thân yêu ơi, ta đã đi qua nửa cuộc đời. Này tuổi thu ơi, ngồi bên nhau thương tóc trắng phai, hát với nắng gió về niềm tin ấm nồng ngày mai. Dẫu có gian nan, xòe bàn tay hứng giọt lệ cay. Này tuổi thần tiên, chúng ta những con trâu vàng. Hôm nay ngồi bên nhau tóc màu sương gió, chúng ta thêm gần. Nửa cuộc đời đã qua, cho ta biết thêm nhiều ngọt đắng. Nửa cuộc đời đã qua, yêu biết mấy tuổi bảy ba chúng mình. Hôm nay ngồi bên nhau tóc màu sương gió, chúng ta thêm gần. Nửa cuộc đời đã qua, cho ta biết thêm nhiều ngọt đắng. Nửa cuộc đời đã qua, yêu biết mấy tuổi bảy ba chúng mình. Nửa cuộc đời đã qua, yêu biết mấy tuổi bảy ba chúng mình. Anh em buôn bê là nhà, tuy là người dân khắp họ, nhưng ta mãi là anh em. Tuy là người dân khác họ, tuy ta không cùng dòng máu, nhưng giọt máu ta rơi cùng nhau. Anh em ta cùng một nhà, dù có ở nơi xa, chỉ cần anh có ở nơi đó có anh em. Nơi đó có anh em, chỉ cần anh có ở nơi đó có anh em. Tôi không cần biết dù sang giàu hay nghèo khó. Bạn là ai, tôi là ai, đã là anh em sống chết luôn cùng nhau. Ta cùng nhau đi băng qua biển lớn, nơi mà người ta gọi là đời, nơi mà đồng tiền thay cho lời nói, còn anh em chúng ta sống vì nghĩa nhân. Là nhà, tuy là người dân khác họ, nhưng ta mãi là anh em, cùng nhau đi qua mọi buồn đau. Phía trước con đường thật xa, nhưng đã có anh em.
nguyện một lòng bước qua bão giông. Anh em muốn về là nhà, tuy là người dân khác họ, tuy ta không cùng dòng máu nhưng giọt máu ta rơi cùng nhau. Anh em ta cùng một nhà dù có ở nơi xa, chỉ cần anh có ở nơi đó có anh em. Giang ngất ngây, chân vội bước mê say, đôi cuồn tim cuồn si nồng cháy. Nhớ nghe anh đêm nay, mình vai kề vai đắm say, cho câu hát xa bay, cho niềm tin chào dâng ngày mai. Nhìn vầng trăng kia treo lặng lờ, mắt em say trong mộng mơ, và tình đôi ta như muôn bài thơ nghe hồn chơi vơi. Người yêu ơi, nào cùng vui lên đây, hát sáng lên tình yêu, đến với nhau đêm nay, mình quay cùng trong ngất ngây. Da đi da đi da, da đi da đi da, hát lên anh ơi, khúc ca nồng say tuyệt vời, oh oh, khúc ca nồng say tuyệt vời. Xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón tới diện diện của tất cả các anh chị Hội Quý Sửu Châu Vàng 1973 hội tụ khắp năm châu ngày hôm nay đã và đang hiện diện tại nhà hàng trung tâm tổ chức sự kiện nhà hàng Sen Hồ Mỹ Hào Hưng Yên ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thay mặt ban tổ chức chương trình xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị khách quý cùng toàn thể các anh chị Hội tụ Quý Sửu Châu Vàng 1973 khắp năm châu lời kính chúc sức khỏe,
và lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Chúc cho buổi ngày hôm nay của chúng ta được thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể quý vị, thưa các anh chị thân mến, Hưng Yên, mảnh đất ngàn năm văn hiến, nơi sinh ra những anh hùng hào kiệt. Hưng Yên với những truyền thống tốt đẹp được gìn giữ và lưu truyền qua các thế hệ. Một mảnh đất luôn lưu truyền, chứa đựng bề dày lịch sử, sự phong phú độc đáo của vùng văn hóa sông Hồng. Và ngày hôm nay, Hưng Yên, mảnh đất phồn vinh, mảnh đất của sự ngọt ngào ân tình ấy, đã mở rộng vòng tay chào đón các anh chị Châu Vàng 1973 khắp năm châu trở về đây với những tình cảm đặc biệt, để rồi chúng ta lại được gặp gỡ, chúng ta lại được hội tụ và kết nối yêu thương, làm nên sức mạnh nối vòng tay lớn, cùng nhau sẻ chia niềm vui, nỗi buồn hay những thăng trầm phát triển trong cuộc sống, và đặc biệt cùng nhau ngập tràn niềm vui đi đến bến bờ tương lai và hạnh phúc. Kính thưa các anh chị, con trâu là đầu cơ nghiệp, và chỉ một câu nói đó thôi đã chứng minh vị trí tầm quan trọng của người tuổi trâu trong mỗi gia đình. Với đức tính hiền lành, cần cù, chăm chỉ, thật thà, thông minh, mưu trí cùng bản lĩnh tự tin, kiên định làm chủ và làm chủ bản thân. Từ dáng đứng vô cùng vững chắc, thể hiện sức mạnh kiên cường, vượt qua mọi khó khăn gian nao và thử thách. Bão táp phong ba của cuộc sống để hướng tới tương lai thành công hơn. Và hình ảnh chú trâu đó cũng sẽ được bao trùm xuyên suốt và tạo nên một sự ấn tượng trong chương trình bởi sự góp mặt đông đủ của tất cả quý anh chị hiện diện ngày hôm nay. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các chủ tịch, phó chủ tịch hội trực thuộc các tỉnh trong cả nước. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Chủ tịch Lê Hiền. Đề nghị toàn thể anh chị liệt nhiệt chào mừng. Dạ vâng, tiếp theo liệt nhiệt chào mừng Phó Chủ tịch Vân Mùi. Một tràng pháo tay thật lớn nữa để chào mừng Phó Chủ tịch Vân Mùi trân trọng được kính mời. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Phó Chủ tịch Đăng Hào. Hiện diện tiếp theo Phó Chủ tịch Duy Linh, những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Chủ tịch Đặng Tá. Dạ vâng, hiện diện tiếp theo của Phó Chủ tịch Hoàng Bính, một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa. Và đặc biệt có sự hiện diện của các quý anh chị là thành viên của Hội Quý Sửu 1973 của cả nước và khắp năm châu hội tụ về đây tham dự chương trình lễ ra mắt Hội tụ Quý Sửu 1973 khắp năm châu ngày hôm nay. Xin được nhiệt liệt chào mừng. Vâng, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ban quản trị của Hội tụ 1973 khắp năm châu cũng lên sân khấu ạ. Dạ vâng, một tràng pháo tay thật lớn để đón chào cũng như chào mừng ạ. Chúng ta sẽ đứng thành hàng, thành một hàng ngang ạ. Hướng ánh nhìn về phía ống kính cũng như các nhiếp ảnh gia, trân trọng được kính mời. Và sau đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các đơn vị có tên sau lên sân khấu tặng hoa chúc mừng lễ ra mắt Hội tụ Quý Sửu 1973 khắp năm châu. Và xin được trân trọng giới thiệu đại diện Hội tụ Quý Sửu 1973 sẽ ở lại sân khấu để nhận hoa. Xin mời tất cả anh chị chúng ta sẽ trở xuống phía dưới với những dãy bàn tiệc cũng như là đại diện của Hội Quý Sửu ngày hôm nay sẽ ở lại để nhận hoa và quà lưu niệm ạ. Trân trọng được kính mời. Xin mời các chủ tịch và phó chủ tịch chúng ta sẽ ở lại. Và sau khi các đơn vị lên tặng hoa chúc mừng lễ ra mắt ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời các đơn vị chúng ta sẽ lán lại để nhận quà lưu niệm từ hội. Vậy ban tổ chức một lần nữa xin được trân trọng thông báo với toàn thể quý vị.
Dạ vâng, Lãng Hoa đầu tiên trân trọng được kính mời Hội Quý Sửu Hưng Yên ạ. Trân trọng được kính mời. Và xin mời đại diện sẽ nhận Lãng Hoa tươi thắm ạ. Một tràng pháo tay thật lớn của các anh chị để cùng chúc mừng ạ. Dạ vâng, ngay lúc này đây thì trân trọng được kính mời diện diện của Chủ tịch Hội là anh Trịnh Văn Hưởng sẽ trở lên phía sân khấu để chúng ta sẽ nhận Lãng Hoa tươi thắm. Trân trọng được kính mời. Xin quý vị một tràng pháo tay để chúc mừng ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, tiếp theo ngay lúc này đây là Lãng Hoa của Hội Quý Sửu 1973 Bắc Trung Nam. Trân trọng được kính mời diện diện của Chủ tịch Nguyễn Văn Tuyển sẽ trở lên sân khấu để chúng ta sẽ nhận Lãng Hoa. Trân trọng được kính mời. Dạ vâng, Lãng Hoa của Hội Quý Sửu 1973 Bắc Trung Nam chuẩn bị ạ. Được kính mời. Sau khi các đơn vị chúng tôi xin được báo lại một lần nữa, sau khi các đơn vị tặng hoa sẽ lán lại để nhận quà lưu niệm từ hội. Và ngay lúc này đây thì đáp lại những món quà cũng như là Lãng Hoa tươi thắm của các hội thì xin mời các anh chị chúng ta sẽ nhận những món quà trong ngày hôm nay ạ. Trân trọng được cảm ơn. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đại diện của Hội Quý Sửu 1973 Hà Nội và tỉnh bạn do anh Xuân Trần, Chủ tịch Hội sẽ đại diện lên tặng hoa. Chúc mừng. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ạ. Dạ vâng, xin mời các anh chị sau khi chúng ta tặng hoa cũng như là nhận quà thì xin mời tất cả các anh chị chúng ta sẽ đứng xích lại gần nhau hơn để chúng ta sẽ lưu lại những hình ảnh cũng như là những thước ảnh thước phim thật là đẹp trong ngày hôm nay ạ. Trân trọng được kính mời. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của ngôi nhà tân thương Quý Sửu 1973 Bắc Giang do nickname Trái Tim Lạnh sẽ lên sân khấu chúc mừng lễ ra mắt ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, ngay lúc này đây thì trân trọng được kính mời Lãng Hoa tiếp theo ạ. Và ngay lúc này đây thì xin mời các anh chị chúng ta sẽ nhận Lãng Hoa tươi thắm để cùng chúc mừng. Chúc mừng ạ. Dạ vâng, xin mời Lãng Hoa sẽ được xếp vào vị trí cũng như là những món quà để đáp lại tình cảm cũng như là những Lãng Hoa của các hội ngày hôm nay. Trân trọng được kính mời. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của Hội Châu Vàng 4.0 Hà Nội do Chủ tịch Mộc Xuân Lâm sẽ lên tặng hoa chúc mừng hội. Dạ vâng, trân trọng được kính mời Lãng Hoa của Hội Châu Vàng 4.0 Hà Nội. Trân trọng được kính mời. Chúng ta sẽ đứng xích lên một chút đi ạ.
Dạ vâng, liên tục những lãng hoa cũng như tình cảm của các hội đã dành tới buổi lễ khai mạc cũng như lễ ra mắt Hội Quý Sửu Châu Vàng 1973 hội tụ khắp năm châu ngày hôm nay. Đề nghị tất cả quý vị một lần nữa liên điện chào mừng, chúc mừng lãng hoa thật là tuyệt vời ạ. Dạ vâng, ngay lúc này đây thì trân trọng được kính mời món quà để đáp lại tình cảm cũng như là những lãng hoa tươi thắm ngày hôm nay. Trân trọng được kính mời. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của Hội Châu Vàng Đồng Nai do Chủ tịch Trần Ngọc Lâm sẽ lên tặng hoa chúc mừng hội. Dạ vâng, lãng hoa tươi thắm của Hội Châu Vàng Đồng Nai. Dạ vâng, trân trọng được kính mời. Vâng, xin mời đại diện của Châu Vàng Đồng Nai sẽ lên sân khấu tặng hoa. Châu Vàng Đồng Nai sẽ đại diện lên sân khấu để tặng hoa, trân trọng được kính mời. Trân trọng được kính mời anh Tuyền ạ. Thay mặt hội sẽ lên tặng hoa, trân trọng được kính mời cũng như chào đón sự diện của anh ạ. Lán lại để chúng ta sẽ nhận quà. Dạ vâng. Tiếp theo xin mời câu lạc bộ đam mê ca hát Quý Sửu 1973 khắp toàn quốc ạ. Trân trọng được chủ kính tịch mời Tống Giang. Xin mời anh Tống Giang sẽ lên sân khấu. Anh Trịnh Tống Giang. Vâng, xin mời chị Tống Giang ạ. Xin mời chị Tống Giang. Dạ vâng, xin mời chị ạ. Dạ vâng, ngay lúc này đây thì xin mời chị cũng sẽ đại diện nhận món quà thật là ý nghĩa của hội gửi tới các anh chị ạ. Hội Châu Vàng tháng 2 toàn quốc chuẩn bị ạ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của Hội Châu Vàng tháng 2 toàn quốc do Chủ tịch Hoàng Thanh Thái sẽ lên tặng hoa. Chúc mừng ạ. Dạ vâng, trân trọng được kính mời. Dạ vâng, xin mời đại diện tặng hoa cũng như đại diện chúng ta sẽ nhận những bó hoa tươi thắm ngày hôm nay ạ. Trân trọng được kính mời. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của Hội Quý Sửu Yên Mỹ do Phó Chủ tịch Anh Thắng sẽ lên tặng hoa chúc mừng hội ạ. Dạ vâng, liệt nhiệt chào mừng ạ. Hội tỉnh bạn 1973 Gia Lâm Hà Nội chuẩn bị ạ. Dạ vâng, liên tục những lãng hoa tươi thắm cũng như là tình cảm của các hội đã dành tặng tới Hội Quý Sửu Châu Vàng 1973 hội tụ khắp năm châu ngày hôm nay ạ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của Hội Tình Bạn 1973 Gia Lâm Hà Nội. Xin mời đại diện của Hội Tình Bạn 1973 Gia Lâm Hà Nội sẽ lên tặng hoa chúc mừng ạ. Dạ vâng, Hội Châu Vàng Khoái Châu chuẩn bị ạ. Xin được mời đại diện của Hội Châu Vàng huyện Khoái Châu do Phó Chủ tịch anh Thỏa Trọc sẽ lên sân khấu tặng hoa chúc mừng hội ạ. Dạ vâng, đề nghị các anh chị liệt nhiệt chào đón ạ.
tháng 5 1973 toàn quốc, chuẩn bị ạ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của Hội Quý Sửu Kim Động do Phó Chủ tịch Hoàng Hương sẽ lên sân khấu tặng hoa chúc mừng hội. Trân trọng được, kính mời ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đại diện của gia đình hiệp sĩ Hà Nội sẽ lên tặng hoa chúc mừng. Dạ vâng, làng hoa tiếp theo trân trọng được kính mời gia đình hiệp sĩ kính tặng. Trân trọng được kính mời ạ. Tháng 5 1973 toàn quốc, chuẩn bị ạ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của Hội Châu Vàng tháng 5 toàn quốc 1973 do anh Đỗ Mạnh Cừ và anh Thỏa Trọng sẽ lên tặng hoa chúc mừng ạ. Dạ vâng, sau khi những lạng hoa tươi thắm của các hội dành tặng tới Hội Châu Vàng Quý Sửu 1973 hội tụ khắp năm châu ngày hôm nay dành tặng, thì xin mời các anh chị chúng ta sẽ nhận những món quà lưu niệm ngày hôm nay ạ. Trân trọng được kính mời. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của Hội Châu Vàng tháng 9 toàn quốc sẽ lên tặng hoa chúc mừng. Xin mời đại diện của Hội Châu Vàng tháng 9 toàn quốc ạ. Xin mời đại diện của Hội Châu Vàng tháng 9 toàn quốc ạ. Sinh 30 tháng 11 Duy Linh, chuẩn bị ạ. Trân trọng được kính mời anh Minh Hoàng, đại diện cho Hội Song Sinh 30 tháng 11 Duy Linh sẽ lên sân khấu để tặng hoa. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời đại diện của Hội Song Sinh 30 tháng 11 Duy Linh do anh Minh Hòa sẽ lên tặng hoa. Dạ vâng, đề nghị tất cả anh chị một lần nữa chúng ta lổ những tràng pháo tay thật lớn để liệt nhiệt chúc mừng. Lãng hoa của huyện Văn Lâm ạ, là do anh Trần Lâm ạ, trân trọng được kính mời.
Xin mời đại diện của Hội Quý sĩ 1973 huyện Văn Lâm. Xin mời anh Trần Lâm sẽ trở lên phía sân khấu để chúng ta sẽ tặng hoa chúc mừng. Anh Lâm vắng mặt thì chị Quản Lan đúng không ạ? Dạ vâng, xin mời chị sẽ đại diện để lên tặng hoa chúc mừng. Chúng ta sẽ tập trung mọi hướng nhìn về phía ống kính ạ. Trân trọng được kính mời. Để chúc mừng trong buổi lễ ra mắt ngày hôm nay, tiếp theo chương trình ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của Hội Châu Vàng tháng 11 toàn quốc do anh Đặng Minh Hảo sẽ có Hứa Minh Hảo sẽ lên sân khấu tặng hoa chúc mừng hội. Xin mời anh Minh Hảo. Trân trọng được kính mời anh Hứa Minh Hảo sẽ đại diện trở lên phía sân khấu để chúng ta sẽ tặng hoa chúc mừng. Trân trọng được kính mời. Một tràng hoa tay thật lớn để chúc mừng ạ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của Hội Châu Vàng 1973 huyện Mỹ Hào do anh Nguyễn Tám là trưởng đoàn sẽ lên sân khấu tặng hoa chúc mừng hội. Xin được trân trọng kính mời Chủ tịch Nguyễn Tám. Dạ vâng, đề nghị một lần nữa chúng ta lổ những tràng pháo vào tay để liên nhiên chào mừng. Vâng, đại diện của Hội Châu Vàng 1973 huyện Mỹ Hào sẽ có lãng hoa chúc mừng và 3 triệu đồng. Dạ vâng, xin mời anh sẽ nhận món quà lưu niệm ạ. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ạ. Mến yêu vì yêu mà đến. Dạ vâng, cũng tặng lãng hoa trân trọng được kính mời. Lãng hoa tươi thắm của vì yêu mà đến ạ. Vâng, xin mời đại diện của Hội Vì Yêu Mà Đến sẽ có lãng hoa và Mạnh Thường Quân 1 triệu đồng. Xin được trân trọng kính mời. Trân trọng được kính mời lãng hoa của Hội Châu Vàng Đồng Nai ạ. Trân trọng được kính mời.
Vâng, xin mời đại diện của Châu Vàng Đồng Nai do Chủ tịch Trần Ngọc Lâm. Vâng, xin mời anh Trần Ngọc Lâm sẽ lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Dạ vâng, hội quý sửu Quế Võ Bắc Ninh chuẩn bị ạ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đại diện của hội quý sửu Quế Võ Bắc Ninh do anh Phúc Sửu lên sân khấu tặng hoa chúc mừng hội. Xin mời đoàn quý sửu của Quế Võ Bắc Ninh sẽ lên tặng hoa chúc mừng ạ. Dạ vâng, xin mời đoàn quý sửu Quế Võ Bắc Ninh sẽ đồng hành trở lên sân khấu để sẽ có lãng hoa tươi thắm để cùng chúc mừng. Trân trọng được kính mời ạ. Một lần nữa đề nghị toàn thể quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ạ. Dạ vâng, vừa rồi những tình cảm cũng như là lãng hoa của tất cả các hội cũng như là món quà lưu niệm của tất cả các anh chị trong hội quý sửu Châu Vàng 1973 hội tụ toàn quốc ngày hôm nay. Ngay lúc này đây thì xin mời các anh chị chúng ta sẽ trở xuống phía dưới với những dãy bàn tiệc trong ngày hôm nay cũng như là để chúng ta sẽ bước vào chương trình giao lưu văn nghệ chính thức để cùng chúc mừng cho hội quý sửu Châu Vàng 1973 hội tụ khắp Long Châu ngày hôm nay. Trân trọng được kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị anh chị thân mến, âm nhạc luôn là người bạn thân thiết đối với mỗi chúng ta, đưa ta đến bến bờ của sự thăng hoa, thành công và hạnh phúc. Và hôm nay đây, những giai điệu tuyệt vời ấy cũng đã trở về đây để chúc mừng lễ ra mắt hội tụ quý sửu 1973 khắp Nam Châu. Dạ vâng, ngay lúc này đây để đáp lại cũng như là tấm lòng và tình cảm cũng như là những lãng hoa của các anh chị trong hội quý sửu Châu Vàng 1973 hội tụ khắp Nam Châu ngày hôm nay. Ngay lúc này đây thì để mở đầu cho chương trình giao lưu nghệ thuật, xin mời tất cả các anh chị chúng ta sẽ cùng xuôi về với miền Kinh Bắc Bắc Ninh với câu hát Mời Nước Mời Trầu hay còn gọi Khách Đến Chơi Nhà. Thay lời cho ban tổ chức cũng như là chủ tịch và các anh chị phó chủ tịch ngày hôm nay, gửi tới sự hiện diện của tất cả các anh chị trong hội quý sửu Châu Vàng 1973 hội tụ khắp Nam Châu, một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón với giọng ca của nữ ca sĩ Thu Hà và Mai Hiền với câu hát này ạ. Trân trọng được kính mời. Chơi nhà rằng mây về, cách đến chơi nhà
chén trà mời nhau, giọt đời hát xuống chén trà mời nhau. Để anh xây một miếng cho lòng vẫn biết qua cầu gió bay. Xa em đừng là thay, xa em đừng lên lá. Đừng bao tư hận, đừng khát mơ qua. Đừng hát câu người ơi người ở. Để chúng em hát xuống chén trà mời nhau, mời anh mời chị rơi một bầu trầu. Dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay, em muốn cho sông cạn đất liền. Để em đi lại kèo thuyền đỏ sang, mà ước gì sông hẹp một gang. Bắc cầu xài yếm đón chàng sang chơi. Cách đến chơi nhà rằng mấy khi hát xuân chén trà mời nhau, giọt lời hát xuân chén trà mời nhau. Để anh xây một miếng châu rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Xa nơi em đừng là thay, xa em đừng lên lá. Đừng đau tư thân, đừng khát mó hoa. Đừng hát câu người ơi người Dạ vâng, vừa rồi tất cả anh chị chúng ta đã cùng được xuôi về với miền Kinh Bắc Bắc Linh với cô hát mời nước mời chầu hay còn gọi khách đến chơi nhà. Một nữa ban tổ chức thay lời cho chủ tịch cũng như là các anh chị phó chủ tịch trong buổi ngày hôm nay, rất là cảm ơn tới sự hiện diện đông đảo và nhiệt tình của các anh chị ạ. Xin chúc tất cả các anh chị ngày hôm nay thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Ban tổ chức cũng xin được trân trọng cảm ơn đại diện của Trái Tim Lạnh, ban quản trị Hội Quý Sửu Nam Châu tỉnh Bắc Giang ủng hộ 1 triệu. Cũng xin được trân trọng cảm ơn đại diện của Hội Tình Bạn 1973 Văn Lâm ủng hộ 1 triệu. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị một tiết mục văn nghệ Múa Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ, biểu diễn nhóm Ban Mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Mặt trời hồng lưng quanh núi, nhận là non mây trắng.
con chim gì mà hát vui vang cả cánh rừng, vui chân ta cùng xuống chờ bướm trong bay quanh bên những rừng mơ. Thưa toàn thể quý vị, chương trình văn nghệ của chúng ta sẽ còn rất là dài, chúng ta sẽ được xen kẽ trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời anh Lê Hiền, Chủ tịch Hội Quý Sửu 1973 khắp Nam Châu sẽ lên sân khấu có đôi lời phát biểu, xin được trân trọng kính mời. Lời đầu tiên, Lê Hiền thay mặt cho Chủ tịch Thế Dũng cùng các phó chủ tịch, ban quản trị của Hội Quý Sửu khắp Nam Châu xin gửi lời chào, lời chúc quý vị khách quý cùng các bạn châu yêu quý lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị khách quý, thưa các bạn đồng liên châu 73 thân mến, hôm nay trong không khí đầm ấm thân thương, cho tôi thay mặt ban quản trị
Quý Sửu 1973 khắp Nam Châu. Xin chân thành cảm ơn quý vị khách quý cùng toàn thể các bạn. Không quản đường xá xa xôi, cũng như vượt những trở ngại về công việc, dành chút thời gian để hiện diện trong buổi lễ ra mắt hôm nay. Lời đầu tiên, xin chúc quý khách cùng toàn thể các bạn Châu Vàng yêu quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc buổi lễ ra mắt của hội tụ khắp Nam Châu hôm nay được thành công, tốt đẹp. Kính thưa quý vị khách quý, thưa các bạn, sau gần 2 năm kể từ khi lập trang Quý Sửu khắp Nam Châu, cho tới nay hội của chúng ta đã có 2.500 thành viên trên khắp mọi miền đất nước. Từ sự quyết tâm, từ sự đồng thuận cao của ban quản trị cũng như các bạn thành viên, những nỗ lực tuyệt vời của tất cả chúng ta để có ngày đoàn tụ lễ ra mắt ngày hôm nay. Hôm nay một giây phút rồi sẽ ghi sâu vào tâm khảm mỗi chúng ta trong những ngày về sau. Sự hiện diện của chúng ta hôm nay là minh chứng cho một quan điểm không có gì là không thể. Khi chúng ta quyết tâm, đồng thuận, nỗ lực hết mình, ban quản trị đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để lễ ra mắt của chúng ta được sự thành công mỹ mãn. Có thể đâu đó còn đôi chút thiếu sót, cho tới giờ phút này tôi nói rất là tuyệt vời. Cảm ơn quý vị khách quý, cảm ơn các bạn. Chúng ta cùng nghĩ đến trong những giây phút này, chúng ta đồng cảm và chia sẻ một số bạn vì những lý do riêng không thể hiện diện cùng chúng ta trong buổi lễ ngày hôm nay. Có thể nói rằng dù có đi đâu về đâu, chúng ta cùng nhau trong tình thương mến thương như một đối liềm kết nối chan hòa, để rồi mai sau chúng ta còn nhiều dịp để sum họp. Hôm nay trong giờ phút này chúng ta cùng hướng đến về tương lai, làm sao cho tập thể của chúng ta càng ngày càng gắn bó, tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn, chia sẻ khi vui buồn, cùng đồng hành trên nẻo đường muôn lối. Chúng ta có một trang Facebook như một mái nhà chung để chúng ta kết nối, còn chia sẻ những niềm vui buồn trong cuộc sống. Chúng ta kết nối có nghĩa là chúng ta đã hòa trong là một. Khi chúng ta kết nối có nghĩa chúng ta có trách nhiệm với nhau hơn. Khi chúng ta kết nối nghĩa là chúng ta đã vượt qua rào cản về thời gian cũng như là không gian để đến cùng nhau. Hãy kết nối các bạn yêu nhé. Chúc buổi lễ ra mắt của chúng ta mãi mãi trở thành một dấu ấn khó quên trong tâm khảm của mỗi chúng ta, với những giây phút thăng hoa có những cung bậc của cảm xúc. Cảm xúc hôm nay để mai trở về với cuộc sống hàng ngày chúng ta thêm nguồn động lực mạnh mẽ, vươn tới một tương lai mới. Còn nhiều điều muốn nói, hãy để cho tiếng lòng tự đến cùng nhau trong tình bạn sáng ngời. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị khách quý cùng toàn thể các bạn đã hiện diện cùng nhau trong buổi lễ ra mắt của hội tụ Quý Sửu khắp Nam Châu hôm nay. Cuối cùng Hiền không biết nói gì hơn, xin cảm ơn toàn thể các bạn ở rất là xa, các bạn ở Sài Gòn, ở Đồng Nai và các bạn ở Đà Lạt và các bạn một số tỉnh rất là xa đã bất chút thời gian công việc về dự buổi lễ ra mắt của hội tụ khắp Nam Châu hôm nay. Hiền không biết nói gì hơn hết. Xin cảm ơn toàn thể các bạn.
và chúc các bạn yêu của chúng ta bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn cả nhà yêu. Dạ vâng, vừa rồi anh Chủ tịch Lê Hiền đã có đôi lời để tri ân và cảm ơn tới sự hiện diện của các anh chị Hội Châu Vàng 1973 hội tụ khắp Nam Châu ngày hôm nay. Dạ vâng, ngày lúc này đây thì xin mời các anh chị chúng ta đã ổn định cũng như chính thức khai tiệc. Xin mời các anh chị chúng ta sẽ rót đầy bia ra cốc và rượu ra ly chưa ạ? Xin mời Chủ tịch cũng như là đại diện của Phó Chủ tịch sẽ trở lên sân khấu để chúng ta sẽ chính thức khai tiệc có được không ạ? Trân trọng được, kính mời. Dạ được chưa ạ? Các anh chị chúng ta sẽ khởi thân đứng dậy và chúng ta sẽ... Vâng ạ, vâng ạ, báo cáo tất cả các quý vị và các bạn. Buổi khai tiệc ngày hội tụ ra mắt Nam Châu của chúng ta xin phép được bắt đầu. Và chúng ta sẽ hô vang khẩu hiệu 1, 2, 3, rô, 2, 3, rô. Chúc mừng có được không ạ? Rồi. Dạ vâng, chuẩn bị ạ. 1, 2, 3, rô, 2, 3, rô, 2, 3. Chúc mừng. Một tràng vào tay cũng như là xin mời các anh chị chúng ta sẽ chấp và chấp cạn ly đi ạ. Vâng, xin cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Chúc thành công. Dạ vâng, ngay lúc này đây thì rất là cảm ơn sự hiện diện của các anh chị ạ. Xin mời các anh chị chúng ta sẽ tiếp cận xuống từng dãy bàn tiệc để cùng tri ân và cảm ơn tới sự hiện diện đông đảo cũng như là nhiệt tình của các anh chị Hội Quý Sửu Châu Vàng 1973 hội tụ khắp Nam Châu ngày hôm nay ạ. Trân trọng được, kính mời. Dạ vâng, tiếp theo là nhảy bài dân vũ Tôi Viết Tên Anh ạ. Dạ vâng, một tràng vỗ tay thật lớn của các anh chị nữa để chào đón sự hiện diện của các chị rất là xinh đẹp ạ. Trân trọng được, kính mời. Thank you.
cho nhóm nhảy hội Quý Sửu Châu Vàng 1973 tỉnh Hưng Yên. Thân yêu ơi, ta đã đi qua nửa cuộc đời. Này tuổi thu ơi, ngồi bên nhau thương tóc trắng phai. Hát với nắng gió về niềm tin ấm nồng ngày mai. Dẫu có gian nan, xòe bàn tay hứng giọt lệ cay. Ô này tuổi thần tiên, chúng ta những con trâu vàng. Hôm nay ngồi bên nhau tóc màu sương gió, chúng ta thêm gần. Nửa cuộc đời đã qua, cho ta biết thêm nhiều ngọt đắng. Nửa cuộc đời đã qua, yêu biết mấy tuổi hào hoa chúng mình. Này bạn thân yêu ơi, ta đã đi qua nửa cuộc đời. Này tuổi thu ơi, ngồi bên nhau thương tóc trắng phai. Hát với nắng gió về niềm tin ấm nồng ngày mai. Dẫu có gian nan, xòe bàn tay hứng giọt lệ cay. Ô này tuổi thần tiên, chúng ta những con trâu vàng. Hôm nay ngồi bên nhau tóc màu sương gió, chúng ta thêm gần. Nửa cuộc đời đã qua, cho ta biết thêm nhiều ngọt đắng. Nửa cuộc đời đã qua, yêu biết mấy tuổi bảy ba chúng mình. Hôm nay ngồi bên nhau tóc màu sương gió, chúng ta thêm gần. Nửa cuộc đời đã qua, cho ta biết thêm nhiều ngọt đắng. Nửa cuộc đời đã qua, yêu biết mấy tuổi bảy ba chúng mình. Nửa cuộc đời đã qua, yêu biết mấy tuổi bảy ba chúng Việt Nam ơi,
Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và để đáp lại tình cảm của toàn thể quý vị, sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Phó Chủ tịch Đăng Hào sẽ lên có đôi lời cảm ơn. Xin được trân trọng kính mời anh Đăng Hào. Vâng, đại đầu tiên Đăng Hào xin đồng hành với ban quản trị và tất cả các thành viên của Nam Châu xin gửi lời chào trân trọng nhất. Vâng, xin cảm ơn tất cả các quý vị của các bạn. Và ngày hôm nay, Đăng Hào rất vui mừng, phấn khởi được toàn thể trang hội Nam Châu của chúng tôi để tổ chức ra mắt trang hội. Và ngày hôm nay được sự hiện diện của tất cả các trang hội và các bạn đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình về với hội của chúng ta để tạo lên một buổi tổ chức sự kiện thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, một lần nữa Đăng Hào không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn tất cả các hội đoàn và các bạn, nhất là các ban quản trị và các thành viên của Châu Vàng tỉnh Hưng Yên đã giúp đỡ, hỗ trợ cũng như tạo điều kiện từ lúc khi ban quản trị Nam Châu cũng như các thành viên Nam Châu tổ chức trên mảnh đất quê hương thứ hai của Nam Châu. Và đó cũng là một nòng cốt nhất định của ban quản trị Nam Châu đến lúc này. Tôi không biết nói gì hơn. Tôi xin cùng đồng hành với ban quản trị Nam Châu và các thành viên Nam Châu xin chân thành cảm ơn hội Châu Vàng Hưng Yên cũng như toàn thể các hội và quý vị của các bạn ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn. Dạ vâng, vừa rồi Phó Chủ tịch đã có đôi lời để tri ân và cảm ơn tình cảm cũng như là những lãng hoa tươi thắm của các hội đã dành tặng tới ngày hôm nay ạ. Đuốc lồ ô bập bùng lên ánh lửa, sóng bom bo rộn rã tiếng chảy khua, bồng con ra vọng đê đồng đưa, giá gạo bán đêm vì ngày bận làm mùa. Cách mạng dân gạo nhiều đê đánh Mỹ, sóng bom bo sẵn có khối chảy đây, người bom bo sẵn có đôi bàn tay với tình yêu nước và thu giặc ngày ngày. Thêm sấm rồi bóng trăng lên vừa khói đinh đồi cây,
rồi gạo lại đầy. Cắt cùng cùng, cắt cùng cùng, cắt cùng. Một tiết mục giá gạo thật tuyệt vời, các bạn ơi giá mạnh lên. Cắt cùng cùng cùng. Tiếng cười vui đầy núi đêm vắng vẻ. Dùng nhịp đếm bằng chay đuốc gần tan nhịp càng thêm rắn rỏi. Bóng trăng lên vừa khói đỉnh đồi cây. Người chưa ngơi đã sẵn có người thay. Gói gạo với đi và rồi gạo lại đầy. Tuyệt vời ạ. Vâng, xin mời nhóm nhảy của bạn sẽ đứng lại ít phút để Chủ tịch Hưởng sẽ có món quà và những lời cảm ơn tới các bạn.
sẽ bên nhau sao? Mình còn người như thế có đáng hay không? Chuyện thương tình như thế sao ta lại buồn thêm? Vui vừa rồi như thế sao lúc vẫn cứ tuôn rơi? Chắc là tại vì tôi không yêu như người ta. Máu yêu mau quên nhảy vào vòng tay. Lên lên các bạn ơi. Sherry, sherry, lady, going through emotion. Love is where you find it.